vào đây. Nam ơi, Nam. Dạ. Ra đây mẹ bảo. Từ ngày hôm nay cô Hà sẽ đến nhà mình để kèm con hai môn toán và tiếng Việt hàng ngày, nhớ chưa? Đây là cô giáo sư riêng của con luôn hả mẹ? Cô cho mình cùng cố gắng để em có một kết quả thật là tốt trong kỳ thi sắp tới nhá. Vâng. Ơ, thế nghe là cũng học hả mẹ? Thôi nói nhiều đi, vào lấy sách vở với cả bảng ra đây. Vâng. Chờ chị một tí nhá. Dạ, vâng. Cháu vào lấy đồ. Nhanh lên con. Hai cô trò ra học đi. Đi, đi học đi nào. Kèm cháu giúp chị nhá. Dạ. Làng tôi ở lưng Trường Sơn, nơi vùng núi non hùng vĩ. Nơi vùng núi non hùng vĩ. Này cháu, nếu như cháu muốn học, về bảo mẹ đóng tiền học rồi cô cho vào học. Chứ ở đâu ra cái thứ mà không muốn đóng tiền học lại đòi học thế hả cháu? Ớ vật. Mẹ ơi. Sao hả con? Mẹ cho con tiền để đi học thêm cùng bạn Nam được không ạ? Mẹ bạn ấy còn thuê hẳn cô gia sư để dạy riêng cho bạn đấy đấy. Học thêm thì sẽ được bổ sung bài tập này, còn nhiều thứ khác nữa. Mẹ không đủ điều kiện để cho con đi học thêm. Một buổi học thêm như thế tính ra bằng tiền nhà mình đi chợ một tuần đấy con ạ. Thôi được rồi, mẹ sẽ nghĩ cách nhá. Vâng ạ. Ta sẽ có 34 nhân với 4. Bây giờ chúng ta sẽ nhân lần lượt. 4 nhân với 4 bằng 16. Ta viết 6 nhớ 1. 3 nhân với 4 bằng 12, thêm 1 là 13. Vậy kết quả ta có là 136. Nam đã hiểu chưa? Bây giờ thì cô sẽ giảng lại một lần nữa nhá. Vâng. 34 nhân với 4. Ta sẽ nhân lần lượt này. 4 nhân với 4 bằng 16. Ta biết 6 nhớ 1. 3 nhân với 4 bằng 12, thêm 1 là 13. Vậy kết quả ta có là 136. Em đã hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Mãi không nghĩ ra được. Vinh. Hả? Nam à? Có cậu Hòa cùng tớ vui lắm đấy. Con nói nhỏ thôi. Đâu đâu mẹ cậu với cô Hà hay thế thì sao? Cô Hà biết từ lâu rồi. Ơ? Cô còn đọc to, viết to để cho cậu nghe rõ với cả nhìn thấy rõ nữa. Thật đó. Không phải là em đã nghe bài giảng của cô rồi sao? Chào cô. Đi học thì phải có bài tập chứ. Em cảm ơn cô. Nhất định sau này em sẽ trả tiền học cho cô ạ. Nam, mẹ đố Nam nhá. Ngày 8 tháng 3 là ngày gì? Có phải là ngày quốc tế phụ nữ đúng không ạ? Chuẩn luôn. Vậy thì Nam phải giúp mẹ một việc. Là đến ngày 8 tháng 3 sắp tới, mình sẽ tặng quà gì cho cô Hà? Mẹ nghĩ mãi rồi mà mẹ chưa biết tặng quà gì. À, chờ mẹ. Mẹ bảo. Con thấy đẹp không? Mẹ đẹp đấy. Mẹ định mua tặng cô Hà đôi giày này. Bởi vì là hôm mà cô Hà đến nhà mình để dạy con học ấy, mẹ để ý thấy đôi giày của cô đã cũ mà sờn hết rồi, thế mà cô vẫn đi. Thôi cô Hà không cần mấy thứ đấy đâu. Con thì biết cái gì. Đi lên. Một cái gì biếu thêm cô nữa nhở? Tìm thêm cái gì đây? Sắp đến 8 tháng 3 rồi mẹ ạ. Mẹ cho con tiền để mua quà cho cô nhá. Không có tiền đóng học thêm nên con muốn tặng cô một món quà. Con muốn mua một đôi giày mẹ. Một đôi giày à? Liệu cô có thích món quà hay không? Con cũng không biết nữa. Nhưng con thấy đôi giày của cô cũ quá rồi. Đây, mẹ có từng này. Con xem đã đủ tiền mua quà cho cô chưa? Có 100.000 thì mua được cái gì hả mẹ? Mẹ cho có mất 100.000 thì mua giày kiểu gì nhỉ? Chẳng biết tặng cô Hà cái gì nữa. Có chuyện gì à? Không có gì đâu. Không có gì thật chứ?
Mẹ cho tớ có mất 100.000 thì làm sao mà đủ tiền mua giày cho cô Hà chứ? Giày á? Thế cậu muốn đôi giày nào? Đôi hài màu trắng có đính đá ở trên, mà ở cửa hàng gần trường mình đây. Tưởng gì, đi theo tớ. Đây. Đúng là đôi này rồi. Nhưng mà cậu đưa nó cho tớ sao? Ừ thôi cậu cứ lấy đi. Mẹ tớ nhiều lắm, mất một đôi chắc cũng không sao đâu. Thật sao? Thật. Đôi này mà tớ tặng cho cô Hà chắc là cô Hà thích lắm nhở? Coi như tớ mua lại nhá, cảm ơn cậu. Được, tớ đồng ý. Mẹ bảo con có nhớ cái đôi giày màu trắng mà hôm thứ bảy tuần trước mẹ với con đi mua không? Có thấy ở đâu không? Trắng á. Con chào cô ạ. Chào Nam. Nam đã làm bài tập cô giao về nhà chưa? Rồi ạ. Ngoan quá. Vinh, cô ơi, con có món quà tặng cô ạ. Cô Hạ, chào cô. Xin lỗi cô. Vinh, đây là đôi giày của cô. Tại sao cháu lại có nó? Cháu Nam, chuyện này là sao? Cô Hà, thực ra đây là đôi giày mà tôi mua chủ ý là để tặng cô. Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc một chút là tại sao khi tôi tặng cô thì cô lại không nhận? Chị cứ bình tĩnh đã. Vinh, chuyện này là sao? Không phải lỗi tại bạn Vinh đâu mẹ ạ. Bạn ấy không có đủ tiền nên là con cũng cho bạn ấy luôn đôi giày, nhưng mà bạn đã trả tiền coi như là mua lại rồi ạ. Cô đừng trách bạn Nam. Lỗi tại cháu. Cháu xin lỗi cô. Trẻ con cũng chỉ là học từ người lớn mà ra thôi chị ạ. Em nghĩ là nếu ngay từ đầu chị không gieo rắc vào đầu mấy đứa nhỏ chuyện tặng quà cáp là có thể ưu ái ở trên lớp thì có lẽ chúng sẽ không làm như vậy đâu ạ. Tôi... Em chỉ đi dạy thêm và nhận tiền ra sư chị trả từng buổi thôi ạ. Thực lòng, tôi rất xin lỗi cô giáo. Quả thực là tôi đã suy nghĩ không được thấu đáo ạ. Các em có biết là món quà mà cô mong muốn nhất ở ngày này là gì không? Dạ, có phải là sự cố gắng chăm chỉ của bọn em không ạ? Nam, ra đây với cô. Sự cố gắng chăm chỉ học tập của các em là món quà mà cô yêu quý và mong muốn nhất. Và cả những bông hoa điểm 10 như thế này nữa. Wow, con được điểm 10 này cô ơi. Vậy cô không giận bọn em nữa chứ? Cô tha lỗi cho bọn con nhé. Tất nhiên rồi, làm sao cô có thể giận được hai học trò ưu tú như thế này chứ. Cảm ơn cô ạ.